mà sao thương thế lặng trong.
xương dòng sông bố đi nghỉ cái đó, bố đi nghỉ cái đó.
con đò nhỏ em.
nào những khi con buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn ơn cha. Như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn vậy. Thầy lòng luôn về với cha Đức Tổ. Con niệm rằng con cái có hiểu cha mẹ, sau này con cháu sẽ hương và dẫn cháu về cho nó hiểu quê hương tổ tông bà, nơi chúng con đến thăm, dâng lên nén tâm hương lòng thành kính, xin thầy kính giám độ trì chúng con được mọi điều may mắn trong cuộc đời. Dù ở phương xa, công việc làm ăn rất là bận rộn, nhưng có lúc nào hướng về thầy. Ăn cắp cái đó chúng rất là tuyệt. Về những bà con thân thuộc ở quê nhà, xin linh hồn thầy vĩnh thiên chứng giám lòng thành của chúng con. Chúng con xin nhớ lên nền tư hương lòng thành hữu đa tạ. Anh biết hả? Vậy đó. Ở vậy tôi mặc dạ. Tôi trần thôi tôi làm. Tại đâu tôi bé ở đây tôi chờ hết. Không có đem về. Cầm. Chục nữa cho nắm chục chứ. Thế nên cho tôi cho nó sợ chục bây giờ. Thôi. Tay nè. Cầm lên khoảng cái gì. Câu quay đó. Dạ ba uống đủ gì tới nhà rồi. Rồi. Thôi ba nó uống nước thì. Không thấy ông thờ đâu. Mà ba con rồi. À thờ đó hả? Trời đâu có biết đâu. Thờ cả, thờ cả. Chú Lộc đó. Được hả? Nó không giờ thiếu. Thôi. Thấy chưa? Không. Thôi tâm này. Đây. Đó, thường tâm rồi. Không, à, chú Lộc là trong họ của cậu mà kêu à, nhưng mà ông là thờ cả là cả làm cái này chỗ ông nhà cùng ba con về ngoài luôn, cùng họ về ngoài mà. Chào. Thờ là giàu có nhưng mà thôi. Thờ thì nói chung là tôi biết thờ là giàu rồi. Thấy chưa? Chùa chùa trong nữa nhưng mà thuộc quá đấy. Của ít lòng nhiều, nói chung là cái này là coi giống như vậy à. Cẩm lòng à, quý lòng nhiều ấy. Ông ngoại là thờ là giàu rồi. Ông ngoại có lòng. Ông ngoại có lòng. Ông ngoại có lòng. Dạ dạ. Ông ngoại là biết chú 100. Được không? Tôi lâu lâu tôi xuống. Tôi lâu lâu cảm ơn thôi. Cảm ơn thôi. Không từ chối. Ông có công già vợ ông mày. Nguyên. Ông này á, vậy ông này á xui gia. Xui gia. Qua đây nặng máu. Mà ông xui nên mình lồi từ ở Tân Ninh về đây thăm. Qua đây, qua đây. Qua đây. Tạm vấn đề.
Nè con có khăn giấy. Chứ ngoài phong biểu ra cái về túi chị nào xây gì để được chưa? Đẹp. Này phần vấn này. Bây giờ chúng ta xin cái thắng bao nhiêu tiền làm đấy là cầu tre đó được không? Chị với trường công trình nọ. Cầu tre được không? Cầu tre đó. Chứ cái kia mới đi xong lồi lên nó mình nó chúng mình là thấy mấy chục năm cầu tre đi đâu mấy ở đây đâu còn mày bưng mấy chục năm mày về đây ta làm hết rồi ta không để tao chờ chờ mày đâu. Ta phải ở đây ta làng xã đây ta phải làm đắp cái đường đó ta đi chứ không khi nào để vậy. Ta làm giờ bây giờ nè, mày đừng có lo chuyện sao. Tao nói gì chúng không có ở đây người ta không phải như cái xã này người ta làm ruộng người ta để cho nước chảy. Nghe ra vô chuyện nè. Nước mạnh quá nó xe la ra vô. Ta phải làm cái đây nè, ta phải làm câu cá đây này nghe ra vô chứ thì bữa ta không làm nữa mới làm tỷ cho mấy. Bữa ta làm vô đây hết rồi, không có bỏ vậy đâu. Mày về đây là ta làm rồi, tao nói nghe là trúng không có đặt. Cái gì trúng là trúng. Ở đây cái xã này ta làm ruộng đây với ta có xe vô đây ta phải làm. Đây là thấp bây giờ thuê đồ này, bữa hôm nay thấp thuê đồ đồ đây để trồng chữa đây cho cả lâu nó nằm vậy cái lòng lâu là càng sâu là nguy hiểm. Đây, tại đây cái nồi gì đó. Dưa đi. Dạ con trồng đó. Trồng đó xuống ngay con đích thân một mình nó tốt lắm nên nó lấy đó. Tại đây con chơi cái chuyện gì đó. Mình biết tại đây con chơi cái chuyện gì đó. Để cho tùy xong cho được để chấm chôm. Rồi cho. Chấm nha. Chụp chân tại đó chụp bên ba mà trong rồi cái này đó chụp ba chụp kỷ niệm em à nếu mà ra rồi đây bây giờ nhiều khi về đây giờ lần là mình ngán rồi đời nào giống như tao cái mũ đó luôn á cái mũ vẫn thấy đâu lên ở mặt rồi sau này nó chọc chọc cái đấy dọc. Em chụp được đây ăn cách cái chụp được rồi ha mặt kia chụp được rồi ha lại thầy đây là cái dịp tụi con tạ ơn thầy xin thầy truyền giảm lòng tâm của con thôn xã ba xã để tạ ơn thầy bộ phận con là xong mới lòng thành của vợ chồng con. Rồi. Bây giờ lại gì đó cái ông quay sạc cái đó để thấy cái chữ mấy cái chữ đó cho tao rồi. Rất sạc rất bất quay được thấy được quay được ông đặt coi đây đang đây đang đây cha ấm áp như bờ thái dương ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn suốt đời vì con gian nan ân tình đậm sâu bao nhiêu cha ơi cha già dâu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua kỷ niệm năm nào có phai trong lòng nhớ hoài tuổi thơ bên cha gian khổ ngày đêm chăm lo mong muốn con được lớn còn nhớ những ngày ấy những đêm trường xa lạnh và cha nằm mồm con sưởi ấm những cánh dài nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói này con yêu ơi con hãy nhớ chớ bao giờ dối ra
sách rách sao cho thơ. Ủa, bà nội. Rồi, thắp nhang. Ủa, rồi đây. Quán ơi. Ô, chà rán đi thăm rồi. Chẳng mặc rồi.